trong tuyết sương đàn ơi cứ rung những điều gieo rắc hát khen con một chúa trời đầy sinh xuống cõi đời thôi người dương thế lặng nghe cùng ta mau tìm cho tới thờ kinh vua giáng trần thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính chúa con sinh ra trong màng cỏ hoang tuy chúa là vua muôn nước suy phục tôn kính chúa bỏ ngai vàng sinh xuống trần đây là hang đá của nhà Captain Bear nha, à Pá làm đó. Hôm nay Captain Bear sẽ hướng dẫn cho các bạn phần ngữ pháp câu bị động passive. Mình xem qua một số câu ví dụ ha. Ba tặng tôi quyển sách. Mình có thể nói một cách khác là tôi được ba tặng quyển sách. Hoặc câu mẹ la tôi. Có thể nói một cách khác là tôi bị mẹ la. Câu chó cắn tôi. Có thể nói một cách khác là tôi bị chó cắn. Vậy thì bây giờ mình phân tích ha. Câu bên trên ba tặng tôi, tức là ba là cái người chủ động làm cái hành động tặng này, cho nên câu trên gọi là câu chủ động. Còn tôi là cái người được tặng, cho nên gọi là câu bị động. Trong câu này thì mẹ là cái người làm cái hành động la này. Mẹ la, cho nên câu trên gọi là câu chủ động. Còn câu dưới tôi là cái người nhận hành động nè, tôi bị la nè, gọi là câu bị động. Tương tự, câu chó cắn tôi thì con chó nó làm cái hành động cắn này, cho nên gọi câu này là câu chủ động. Còn câu dưới tôi bị cắn, tức là câu bị động. Vậy nói cho dễ hiểu thì câu bị động khi dịch ra tiếng Việt thường có chữ được hoặc là chữ bị. Bây giờ mình đi vào câu ví dụ và công thức cụ thể ha. Mary helps the boy. Mary giúp thằng bé. Như vậy câu trên là câu chủ động. Mình sẽ đổi sang câu bị động là thằng bé được giúp bởi Mary, tức là được Mary giúp á. The boy is helped by Mary. Vậy thì ở đây mình chỉ cần học thuộc lòng công thức như là học thuộc lòng bản cửu chương thôi. Nếu như ở câu chủ động nó là động từ cột 1, mình thấy chữ help nè, có S nè. Nếu là thì hiện tại đơn, động từ cột 1, thì khi đổi sang bị động, công thức sẽ là am, is, are cộng với động từ cột 3. Bây giờ đến câu Mary helped the boy. Mary đã giúp thằng bé. Mình thấy câu chủ động nó là động từ cột 2, thì khi chuyển sang câu bị động, công thức sẽ là was, were cộng với động từ cột 3. The boy was helped by Mary. Thằng bé được giúp bởi Mary. Trong tiếng Việt á, thì mình nói thằng bé được Mary giúp. Nhưng mà trong tiếng Anh thì nó dùng là thằng bé được giúp rồi mới tới bởi Mary, by Mary. Thêm một câu ví dụ nữa để mình thấy là dạng passive, dạng câu bị động rất dễ. Chỉ cần mình học thuộc lòng công thức là mình sẽ làm được ngay. Ví dụ như Mary will help the boy. Mary sẽ giúp thằng bé. Thì mình đổi sang câu bị động là thằng bé sẽ được giúp bởi Mary. Sẽ được Mary giúp. Nếu như câu chủ động là will đi với động từ cột 1, thì câu bị động nó sẽ là will be cộng với động từ cột 3. Nên câu của mình sẽ là
The boy will be helped by Mary. Vậy thì nhiệm vụ chính của mình trong phần câu bị động này là gì? Đó là mình phải học thuộc lòng công thức. Hôm trước, thông qua 8 clip mà cô hướng dẫn về cách sử dụng 12 thì chủ động nè, thì mấy bạn đã phải học thuộc lòng cái bảng này rồi và phải biết được khi nào dùng cột 1, khi nào dùng cột 2, v.v. Bây giờ lấy tập ra và ghi vào công thức, 12 cái công thức của câu bị động này. Nếu như động từ là cột 2, thì khi đổi sang bị động sẽ biến thành was, were đi với động từ cột 3. Nếu như động từ ở câu chủ động là cột 1, thì khi đổi sang bị động là am, is, are đi với động từ cột 3. Nếu như tương lai will cộng verb 1, thì bị động sẽ biến thành will be cộng với động từ cột 3. Phần còn lại cô khỏi nói đi ha mấy bạn, vừa chép vừa học thuộc lòng thôi. Cứ công thức chủ động khi đổi sang bị động là gì, học thuộc lòng là sẽ làm bài được. Một điểm cần lưu ý đó là nếu như câu chủ động mà là am is are going to cộng với động từ cột 1 thì câu bị động sẽ là am is are going to be cộng với động từ cột 3. Cho nên mình có câu Mary is going to help the boy. Và câu bị động của mình sẽ là The boy is going to be helped by Mary. Điểm cần lưu ý nữa trong câu bị động đó là không phải câu nào cũng có thể đổi sang câu bị động được. Ví dụ như câu này My cat died. Con mèo của tôi chết. Vậy thì sao cái động từ này không có một cái danh từ theo sau nên sẽ không đổi sang câu bị động được. Một câu ví dụ nữa nhé. A strange thing happened yesterday. Một cái chuyện lạ đã xảy ra ngày hôm qua. Vậy thì sao cái động từ happened này không có một cái danh từ nào hết, cho nên câu này không thể đổi sang bị động được. Đầu clip này cô có nói câu bị động thường là nó sẽ có chữ bị với chữ được. Nhưng mà có một số từ nó sẽ khác với lại cái tiếng Việt của mình. Ví dụ như tiếng Việt mình sẽ nói là con mèo của tôi nó bị chết rồi. Thì mình dịch là bị chết, cho nên mình dùng là was died. Nhưng mà trong tiếng Anh thì khác. Chữ died này ở trong tiếng Anh người ta chia chủ động, người ta không chia bị động. Nên câu này muốn đúng là phải gạch bỏ chữ was thôi. My cat died. Hoặc câu cái tách bị rớt xuống sàn. Tiếng Việt mình là bị rớt, nhưng mà tiếng Anh lại không chia bị động, mà ta chia chủ động. The cup fell to the floor. Hát karaoke thư giãn một chút ha, trước khi qua hai phần còn lại của cấu trúc bị động. Butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the sea, wishing wells, wedding bells, early morning dew, all kinds of everything remind me of you. Things of the sky, winds that go howling, breezes that sigh, city sights, neon lights, gray skies are blue, all kinds of everything remind me of you. Summertime, wintertime, spring and autumn too. Monday, Tuesday, every day I think of you. Dances, romances, things of the night. Sunshine and holidays, postcards to write. Budding trees.
you. Summertime, wintertime, spring and autumn too. Seasons will never change the way that I love you. Oh, dances, romances, things of the night, sunshine and holidays, postcards to write, budding trees, autumn leaves, a snowflake or two. Remind me of you. All kinds of everything remind me of you. Hát mà được 100 điểm như vậy không biết có nên đi thi Vietnam's Got Talent không ha? Thôi ở nhà dạy học với đi Đà Lạt thôi là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi vào phần câu bị động có hai túc từ. Mấy bạn xem, rất là dễ. He gave me a ring. Anh ta tặng tôi chiếc nhẫn. Như vậy ở đằng sau động từ gave này nó có đến hai túc từ. Một cái là me, tôi, và một cái là a ring, chiếc nhẫn. Trong sách thì người ta sẽ nói đến túc từ direct object, indirect object. Nhưng mà cô sẽ không dùng những cái từ như vậy. Nào là túc từ gián tiếp, túc từ trực tiếp. Như vậy mấy bạn sẽ khó nhớ. Mà cô chỉ nói đằng sau động từ nó có hai cái túc từ. Một là túc từ nói về người, hai là nói về vật. Vậy thì khi đem cái túc từ chỉ người lên thì mình làm rất bình thường. Gave đang là động từ cột 2 thì bị động của nó sẽ là was, were cộng với động từ cột 3. Vậy khi mình đem lên anh ta tặng tôi thì mình sẽ đem lên là me biến thành I nè, làm chủ ngữ nè. Tôi được tặng, I was given a ring. Tôi được tặng một chiếc nhẫn. Nhưng nếu như mình đem túc từ vật lên, có nghĩa là mình đem a ring, chiếc nhẫn này lên đây, thì cái câu của mình nói là a ring was given to me. Chiếc nhẫn được đưa, được tặng cho tôi. Tức là gave ở đây là động từ cột 2 nè. Mình vẫn chia bị động là was, were đi với động từ cột 3. Nhưng mà nó còn phải thêm giữa to nữa rồi mới tới me được. Một điểm nhỏ cần phải chú ý đó là nếu như chủ ngữ là I, you, he, she, it, we, you, they thì mình không cần phải có by nha. Mấy bạn để ý là trong cái câu a ring was given to me, cô không có ghi by him nha. Bây giờ mình sang cái phần bị động mà thường hay dịch là người ta nói rằng ha. People say that Captain Bear is pretty. Người ta nói là cô Captain Bear rất là dễ thương. Như vậy khi mà đổi sang bị động á, thì cách thứ nhất đó là mình dùng chữ it ha. Mình chia động từ say ở đây là động từ cột 1. Mình đổi sang bị động là am is a verb 3. Sau đó chữ that mình viết lại hết. It is said that Captain Bear is pretty. Mình vẫn dịch là người ta nói rằng Captain Bear dễ thương. Vậy nếu như mà mình có câu they reported that Captain Bear went to Đà Lạt yesterday. Họ tường thuật là Captain Bear đã đi Đà Lạt hôm qua. Thì khi đổi sang bị động mình sẽ sử dụng it. Mình sẽ mượn chữ it ha. Sau đó reported này là động từ cột 2. Thì mình đổi sang bị động là was, were đi với động từ cột 3. Vế sau that viết lại hết. Nên câu của mình sẽ là it was reported that Captain Bear went to Đà Lạt yesterday. Thì cái dạng mà mượn chữ it này thì dễ rồi ha. Mình chỉ lấy cái động từ này, mình chia bị động thôi. Còn chữ that thì giữ lại nguyên cái vế that luôn. Bây giờ mình sang một cái, cũng đổi sang bị động cái dạng người ta nói rằng này. Nhưng mà mình sẽ đem cái chủ ngữ của cái vế sau that này đi lên phía trước đây.
Vậy thì cái cách thứ hai, mình sẽ đem chữ Captain Bear lên trước ha. Xong rồi chữ say này động từ cột 1 mình vẫn chia ra me ra verb 3. Sau đó mình không dùng that nữa mà mình cộng với to động từ cột 1, thì ở đây is động từ cột 1 của nó là be, cho nên sẽ là to be. Và câu của mình sẽ là Captain Bear is said to be pretty. Mình vẫn dịch là người ta nói rằng Captain Bear dễ thương. Còn nếu dịch sát nghĩa nó sẽ là Captain Bear được người ta nói là dễ thương. Câu này cũng tương tự như vậy. They reported that Captain Bear went to the lake yesterday. Nếu như mà mình đem Captain Bear lên làm chủ ngữ thì reported này đang là động từ cột 2. Mình vẫn chia was, were đi với động từ cột 3. Nhưng hồi nãy mình cộng với to động từ cột 1, tức là chữ went này mình biến thành là to go. Nhưng mà ở đây công thức của nó, nếu như cái vế này nó là quá khứ thì khi đổi sang bị động mình sẽ dùng to have cộng với động từ cột 3. Nên câu của mình sẽ là Captain Bear was reported to have gone to Đà Lạt yesterday. Thì mình sẽ có cái công thức chung là chủ ngữ cộng với động từ to be, ví dụ như am, is, are, was, were, sau đó cộng với một số động từ cột 3 như là said, thought, reported, believed, considered. Sau đó cộng với hai trường hợp, nếu như nói về hiện tại thì sẽ cộng với to, động từ cột 1. Nếu như nói đến quá khứ thì sẽ cộng với lại to have, động từ cột 3. Vậy là cô đã nói xong phần lý thuyết về câu bị động. Mấy bạn làm thêm bài tập chương 11 trong quyển Understanding and Using English Grammar. Có gì thắc mắc thì mấy bạn có thể email để hỏi ha. Chúc mấy bạn học tốt. Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas and a happy